Sau đó thì chúng ta sẽ đến với tiếng hát của ai đó, những người chụp hình và quay phim thì đừng có mong mình đá lộn xong mình lên sân khấu làm cái gì. Công việc của mình là phải làm công việc của mình thôi. Thank you.
Thank you.
ngoài đêm. Cầu ước ai đã đâm mình sẽ chạy vắng.